Kênh Military Samarit đưa tin, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga RFAF đã cải thiện đáng kể tình hình tiên tuyến chiến đấu. Các đơn vị tấn công tiên phong của lực lượng Moscow đã tiến vào lãnh thổ làng Katerinivka. Theo hướng Kudakove. RFAF đang hình thành vạc dâu khổng lồ đối với một nhóm quân lớn của lực lượng Kiev. Ước tính có tới 3.000 binh sĩ quân đội Ukraine, AFU, có thể bị bao vây. Ở Pokorov, quân đội Nga tiếp tục dọn dẹp tờ Sukurino và đẩy mạnh chốt chặn xung quanh Selidove. Tại Torres, lực lượng Moscow vẫn đang tấn công quận Zabanka, đang có những cuộc đụng độ rất dữ dội. Ở Kupiansk, lực lượng Moscow đã tiến tới tuyến đường tiếp tế chính và lúc này mà trận Kupiansk của Ukraine bị chia làm hai. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng phòng thủ thành công của AFU. Kênh Ridovka cũng xác nhận RF-AF chuẩn bị bao vây Konyak và Kudakove. Đúng như dự đoán, lực lượng Moscow đã tiến tới Novo và Imailovka, tức là vượt ra xa khỏi Tersukurino và thăng tiến tới Kurakove. Nhóm quân lớn của Ukraine ở trong một khu vực rộng lớn, bao gồm cả Goniak, sẽ bị bảo vây. nhưng đây chỉ là một trong những thành phần của vòng công khổng lồ. Theo kênh T3, giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu vực trong vùng Kursk. Theo thông tin cập nhật từ thực địa, tại quận Gluskovo, RFAF đã giành lại một số vị trí ở khu vực Medvedev. Phần lớn khu định cư nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Theo những tuyên bố lạc quan nhất, quân đội Nga đã tiếp cận được đường biên giới nhà nước, đẩy lùi đối phương về khu vực Sumy trong lãnh thổ Ukraine. Tại quận Kodenevo, UAV Inokodes Orion của Nga đã tiếp tục lập công lần thứ năm liên tiếp trong một tháng qua đạn có điều khiển từ UAV đã tấn công một vị trí phòng không của Ukraine ở Olhovka. AFU tiếp tục cố gắng củng cố trong làng và tấn công các vị trí của lực lượng Moscow ở phía Bắc. Tại quận Suza, không quân Nga đang tấn công vào các khu vực tập trung binh lực của đối phương ở Ruskoye, Poryknoye, Bogdanivka và Kolmakovo. Các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn dọc trục Boki-Plekovo khi lực lượng Kiev cố gắng tiến lên. Tại vùng Sumi, EDF-AF đã tập kích tên lửa vào khu vực tập trung quân nhân và phương tiện của đối phương trong vành đai rừng gần Bondarevchina. Một vụ nổ đạn dược thứ cấp cũng được quan sát thấy tại địa điểm tấn công. Kênh t cho biết lực lượng Moscow đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bằng UAV Gedan 2 tại các khu vực Kiev, Zhytomyr và Kirovohrad. Hoạt động phòng không của đối phương cũng được ghi nhận tại các khu vực Sumi và Chekasy. Kiev một lần nữa thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một số khu vực của Nga. Các phương tiện phòng không đã đánh chặn các mục tiêu ở khu vực Rostov và Orion, cũng như là biển Azov. Tại khu vực Voronezh, một vụ va chạm của máy bay không người lái đã gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ tại một cơ sở công nghiệp dầu mỏ. Về hướng Donetsk, quân đội Nga đã kiểm soát hầu hết tờ Sukurino và đẩy AFU ra vùng ngoại ô phía tây của khu định cư. Cũng có những báo cáo chưa được xác nhận về việc bắt đầu giao tranh ở Imalovka. Trên hướng Nam Donetsk, lực lượng Moscow đã hoàn thành việc chiếm giữ Ukleda và đang chuẩn bị bắt đầu cuộc tấn công vào Boho Có những báo cáo về việc bắt đầu giao tranh ở vùng ngoại ô phía đông nam của Katerinivka và những bước tiến đáng kể của RFAF trong khu vực này. Các nguồn tin Ukraine khẳng định rằng lực lượng Moscow sau khi đánh bại Ukraine ở Ukleda có khả năng phát triển thêm 15 km trên một khu vực được thể hiện bằng đường màu vàng trong bản đồ dưới đây chúng ta sẽ thấy EDFAF tiến nhanh dọc theo vùng đất cao theo hướng Novokranka. Những cánh đồng bằng phẳng, rộng mở hiện là nơi nằm giữa lực lượng Nga và Kudakove từ phía Nam. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 4 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã xảy ra 97 cuộc đụng độ quân sự, tình hình nóng nhất là ở hướng Kudakove. Báo cáo có đoạn, Tình hình nóng nhất là ở hướng Kurakove, đối phương cũng hoạt động ở các hướng là Pokrovs, Kupians và Liman. Nga thực hiện 61 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 101 bom KAB. Ngoài ra, họ đã sử dụng 630 UAV và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy các mũi xung kích Nga ở Kharkov, Kupians, Liman, Sivers, Kramatos, Torres và Odekov. AFU tiếp tục tiến hành các hoạt động theo hướng Kursk. Theo hướng Pokrovs, đối phương tấn công 14 lần ở các khu vực Nikolaevka, Selidovo và Lysovka. Tại Kurakhovsky, RFAF xung phong 25 lần gần Tersukurino, Otrogo, Georgievka, Antonovka, Konstantinovka và theo hướng Bogoyablenka không quân Ukraine trên Telegram cho biết tối ngày 4 tháng 10, UAV Nga đã bay vào lãnh thổ Ukraine. Cảnh báo đã được ban bố, khu vực Sumy có mối đe dọa của UAV tấn công. Từ 23 giờ 4 phút đến 23 giờ 49 phút, UAV Nga được ghi nhận ở Sumy, Poltava, Kherson, Nikolaev, Mykolaiv và Mykorov. Lúc 0 giờ 29 phút ngày 5 tháng 10, không quân đã ghi nhận chuyển động của các UAV tấn công ở Sumy, Poltava, Nikolaev và Odessa. Từ 1 giờ 3 phút đến 2 giờ 13 phút, coi báo động không kích vang lên ở nhiều nơi trên lãnh thổ Ukraine. Trước đó, vào cuối buổi tối ngày 4 tháng 10, có tiếng nổ vang rền ở Nikolaev được ghi nhận. Vào dạng sáng nay ngày 5 tháng 10, chính quyền vùng Voronezh của Nga đã báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một số doanh nghiệp. Thống đốc vùng Voronezh Alexander Gusev trên Telegram tuyên bố rằng các doanh nghiệp bị tấn công được cho là sản xuất các sản phẩm dân dụng một đám cháy đã bùng phát tại tòa nhà của một trong những doanh nghiệp bị tấn công. Các cơ quan khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Tại một doanh nghiệp khác bị UAV tấn công, không có thương vong hoặc thiệt hại nào. Theo người dân địa phương, cả hai vụ tấn công đều nhằm vào các nhà máy sản xuất rượu. The Times trích dẫn dữ liệu tình báo phương Tây cho biết một nửa trong số khoảng 3 triệu quả đạn pháo mà Nga sử dụng mỗi năm đến từ Triều Tiên nga đã trở nên phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ triều tiên sau khi ông chủ điện kremlin vladimir putin đến thăm bình nhưỡng vào đầu năm nay theo một nguồn tin được the times trích dẫn theo các nguồn tin tình báo tình báo phương tây ước tính rằng nhiều quả đạn pháo của triều tiên có thể bị lỗi nhưng chính số lượng của chúng đã giúp nga đạt được thành công nhất quán trên chiến trường mặc dù vậy nguồn tin của the times cho biết thêm nga đang phải chịu tổn thất lớn ở ukraine 1.200 binh sĩ mỗi ngày, trong đó có 480 người tham gia các trận chiến giành thành phố Pokrovsk ở khu vực Donetsk. Ngoài ra, theo quan chức này, Nga vẫn chưa có khả năng chiếm được Pokrovsk và đẩy AFU ra khỏi khu vực Kursk mà không cần huy động quân số đông đảo. Nhưng chính quyền Nga vẫn chưa thực hiện bước đi này. Nguồn tin nói thêm, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy ông Putin đang từ bỏ mục tiêu chính của mình là khuất phục Ukraine. Tôi không thấy triển vọng đàm phán trong tương lai gần. Trước đó, Moscow và Bình Nhưỡng liên tục phủ nhận thông tin do phương Tây đưa ra. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ thông tin về việc Triều Tiên gửi vũ khí cho Nga và gọi đây là những tin đồn không căn cứ. Trả lời phỏng vấn của Financial Times, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tin rằng một kịch bản thực tế là Ukraine trở thành thành viên của Liên minh cựu tổng thư ký nato tin rằng có những cách để giải quyết vấn đề áp dụng điều năm của hiệp ước bắc đại tây dương về an ninh tập thể trong trường hợp của ukraine nếu nước này trở thành thành viên của liên minh với các vùng lãnh thổ bị kiểm soát ông nói thêm khi có ý chí sẽ có cách để tìm ra giải pháp nhưng cần phải có một biên giới áp dụng nơi áp dụng điều năm và ukraine phải kiểm soát toàn bộ lãnh thổ cho đến biên giới đó ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Stoltenberg đã nói rằng quyết định về bất kỳ tư cách thành viên nào trong tương lai của Ukraine trong liên minh, bao gồm cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, nên được đưa ra bởi tất cả các đồng minh. Ý tưởng về khả năng mời Ukraine gia nhập NATO theo từng phần tức là với các vùng lãnh thổ bị kiểm soát một phần đã được thảo luận tích cực vào năm ngoái trong bối cảnh chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Vilnius của Liên minh Bên cạnh đó, ông thừa nhận rằng phương Tây đã không cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev đúng hạn và trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, NATO rất sợ hậu quả của việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Stoltenberg cho biết ông hối tiếc vì Liên minh đã không cung cấp cho Ukraine nhiều hỗ trợ quân sự hơn từ sớm hơn. Ông nói thêm, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều phải thừa nhận rằng chúng ta nên cung cấp cho họ nhiều vũ khí hơn trước cuộc xung đột và chúng ta nên cung cấp cho họ nhiều vũ khí tinh vi hơn sau khi chiến sự nổ ra. Tôi cũng chịu trách nhiệm. Cựu tổng thư ký Liên minh chỉ ra rằng trước tháng 2 năm 2022 đã có một cuộc thảo luận lớn trong NATO về việc có nên cung cấp vũ khí cho Kyiv hay không. Ông tuyên bố rằng hầu hết các đồng minh đều phản đối vì họ rất sợ hậu quả. Ông nói tôi tự hào về những gì chúng ta đã làm, nhưng nó sẽ là một lợi thế lớn nếu nó bắt đầu sớm hơn, nó thậm chí có thể ngăn chặn cuộc xung đột, hoặc ít nhất là khiến Nga khó thực hiện những gì họ đã làm hơn nhiều. Ukrainska Pravda đưa tin một tòa án ở Minsk, Belarus đã tuyên án đối với 12 công dân Belarus bị buộc tội phá hoại tại sân bay quân sự ở Machulisti vào tháng 2 năm 2023. Nikolai Sves, người Ukraine, người trước đó đã được chuyển đến Ukraine như một phần của cuộc trao đổi, cũng đã bị kết án vắng mặt. Người đàn ông này đã được thả khỏi trại giam trước khi xét xử vào tháng 6 năm 2024 và được chuyển đến Ukraine như một phần của cuộc trao đổi. Như các nhà báo chỉ ra, những bị cáo không trực tiếp tham gia vào vụ phá hoại và có thể không biết về việc chuẩn bị. Ví dụ như những người đã chờ Nikolai Sves hoặc là giúp anh ta thuê một căn hộ cũng đã nhận án tù. Trước đó vào tháng 2 năm 2023, các nhà hoạt động Belarus đã báo cáo về thiệt hại đối với một chiếc máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 của Nga do phá hoại tại sân bay quân sự Machulice. Erdogan Pravda cho biết, ngày 4 tháng 10, xác UAV mà Nga phóng đi chống lại Ukraine mà Nga phát hiện được trên lãnh thổ Romania, cách cửa sông Georgiev khoảng 1 km, tại đồng bằng sông Danube. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết một nhóm chuyên gia từ Bộ Quốc phòng, Cơ quan Tình báo Romania và Bộ Nội vụ đã tìm kiếm khu vực xung quanh nói trên, nơi thu giữ các mảnh vỡ của UAV Nga, sẽ được phân tích theo các thủ tục pháp lý. Họ lưu ý rằng chiếc UAV nói trên được phát hiện ở một khu vực không phải đô thị và không đánh trúng bất kỳ yếu tố cơ sở hạ tầng nào. Tính đến nay, Romania đã phát hiện ít nhất 17 UAV bay qua không phận Romania và bay xuống trở lại Ukraine hoặc là rơi xuống lãnh thổ Romania. Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã bắt đầu giám sát thêm không phận Romania vào ngày 29 tháng 9, triển khai thêm một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, gọi tắt là AVKACS khác. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 4 tháng 10, Nga đã tấn công tên lửa trúng vị trí một đơn vị chiến thuật cỡ đại đội của Ukraine ngay gần biên giới. Quân đội Nga cũng công bố một đoạn video về cuộc tấn công này. Đoạn video dường như được quay từ một máy bay không người lái, cho thấy một số phương tiện di chuyển dọc theo con đường về phía một khu rừng nhỏ giữa các cánh đồng. Vị trí này sau đó bị tấn công bởi một tên lửa của Nga với một vụ nổ mạnh làm rung chuyển khu vực, nhiều vật thể bốc cháy sau cuộc tấn công. Theo báo cáo, cuộc tập kích được thực hiện bằng hệ thống tên lửa Iskander-M. Truyền thông Nga cho biết cuộc không kích nhắm vào một khu vực gần làng Frunzenka ở vùng Sumy, phía đông bắc Ukraine, nơi đây nằm cách biên giới Nga chưa đầy 15 km. Bộ Quốc phòng Nga cho hay Ukraine mất 12 xe bọc thép cũng như 5 xe bán tải và khoảng 80 binh sĩ trong cuộc tấn công. Kiev chưa bình luận về thông tin của Nga. Vùng Sumy ở Ukraine giáp với vùng Kursk của Nga, nơi quân đội Kiev phát động một cuộc tấn công hồi đầu tháng 8. Ukraine đã đạt được một số tiến bộ ban đầu nhưng tốc độ tiến công chững lại sau khi Moscow điều động viện binh và phản công mạnh hơn. Kể từ đó, quân đội Nga cũng giành lại quyền kiểm soát hàng chục khu định cư ở Kursk. Giao tranh trong khu vực hiện vẫn tiếp diễn. Các quan chức Ukraine cho biết mục tiêu của chiến dịch tấn công vào Kursk là buộc Nga phải rút bớt quân ở miền đông Ukraine, gây ảnh hưởng đến dư luận ở Nga và đạt được vị thế tốt hơn trước các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow chưa bao giờ loại trừ khả năng đàm phán, nhưng với điều kiện tất cả các lực lượng Ukraine phải rơi khỏi lãnh thổ Nga. Ông cũng khẳng định cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk đã thất bại. Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận đàm phán theo các điều kiện của Moscow. Người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB, ông Alexander Bonikov cũng nhận định chiến dịch Kursk của Ukraine đã không đạt được mục tiêu buộc Nga chuyển hướng nguồn lực khỏi Donbass. Ngoài việc tấn công đẩy lùi lực lượng Ukraine bên trong lãnh thổ Kursk, Nga cũng nhắm đến các vị trí tập kết quân và vũ khí của Ukraine tại vùng biên giới Sumy. Sumy được cho là trung tâm hậu cần quan trọng nhằm tiếp viện cho chiến dịch đột kích của Ukraine vào Kursk. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất gần 20 binh sĩ trong chiến dịch tại Kursk. Một số nhà phân tích nhận định chiến dịch Kursk mang lại cho Ukraine ít lợi thế, trong khi khiến tuyến phòng thủ của Ukraine ở miền Đông bị kéo căng hơn nữa do thiếu vũ khí nhân lực. Theo hãng thông tấn TASS, trong ngày 4 tháng 10, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine về phía Liubimovka, Olgovka và Plekhovo. Họ cũng đã đẩy lùi 5 nỗ lực của quân Ukraine nhằm đột nhập biên giới hướng tới Noviput. Các đơn vị của cụm chiến đấu phía Bắc tiếp tục hoạt động tấn công và đánh bại các đội hình của Ukraine gần Dariino, Lyubimovka, Noviput, Pogorovsky và Plekhovo. Quân đội Nga tấn công vào nơi tập trung nhân lực và vũ khí của địch ở vùng Kursk. Máy bay phản lực của Nga tấn công vào khu dự trữ của Ukraine ở vùng Sumy. Tổng cộng trong cuộc giao tranh ở vùng Kursk, quân địch đã mất tới 20.200 quân, 135 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 870 xe chiến đấu bọc thép. Lực lượng vũ trang Nga cũng đã phá hủy 580 xe cơ giới của Ukraine, 165 khẩu pháo, 33 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 8 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, 9 bệ phóng tên lửa phòng không, 5 xe vận chuyển và nạp đạn, 43 trạm tác chiến điện tử vô tuyến, 9 tada đa chống đa pháo, 3 radar phòng không, 20 thiết bị kỹ thuật và các thiết bị khác, bao gồm 12 xe phá hủy kỹ thuật, một đơn vị giả phá bom mìn UR-77 và hai xe sửa chữa thiết giáp. Trong khi đó, Newsweek đưa tin Nga đang tiến tới giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Luhansk ở miền đông Ukraine. Luhansk là một trong bốn khu vực mà Nga cho biết đã sáp nhập vào tháng 9 năm 2022 cùng với Donetsk, Kherson và Zaporizhia. Moscow hiện không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ thuộc các khu vực này, mặc dù đã đạt được những thành quả nhất định, đặc biệt là ở Donetsk kể từ đầu năm nay. Angelica Evans, một nhà nghiên cứu về Nga thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISVK, có trụ sở tại Mỹ, cho biết tính đến ngày 3 tháng 10, quân đội Nga đã kiểm soát 98,8% lãnh thổ Luhansk. Quân đội Nga được cho là đã tiến về phía tây nam, thành phố Svatove của Luhansk trong những tuần gần đây. Cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thành công kiểm soát được Makivka, một ngôi làng ở phía tây nam Svatove, gần biên giới Luhansk, với cả Kharkiv và Donetsk. Makivka là khu định cư lớn cuối cùng do Ukraine nắm giữ trong khu vực. Do vậy, việc Nga giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Luhansk sẽ không còn xa nữa khi Ukraine hiện kiểm soát chưa đến 1% lãnh thổ vùng này việc mất quyền kiểm soát toàn bộ Luhansk sẽ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của Ukraine vào thời điểm khó khăn hiện tại. Defense Express đưa tin dịch vụ báo chí của Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật số 7 thuộc Không quân Ukraine mới đây công bố một đoạn video ghi lại một trong những cảnh chiến đấu của máy bay ném bom chiến thuật Su-24M. Video cho thấy máy bay ném bom chiến thuật Su-24M mang theo tên lửa dẫn đường KH-25ML dưới sự che chở của một cặp máy bay chiến đấu Su-27 đã phá hủy mục tiêu Nga và trở về căn cứ ban đầu thành công. Địa điểm và thời gian của hành động này không được tiết lộ trong trường hợp này. Máy bay ném bom Su-24M được sản xuất bởi Sukhoi Design Bureau, gọi tắt là SCC, có trụ sở tại Moscow và hiệp hội sản xuất máy bay Novosibirsk chính thức đi vào hoạt động từ năm 1983 và là phiên bản tiên tiến hơn của Su-24 được NATO gọi là Fencer, tức là kiếm sĩ. Tính đến năm 2021, hơn 900 chiếc Su-24M đã được chuyển giao và đang phục vụ trong không quân và hải quân Nga, cũng như lực lượng không quân của Azerbaijan, Algeria, Belarus, Kazakhstan, Libya, Syria, Sudan và Ukraine. Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M được thiết kế để xâm nhập lãnh thổ đối phương và tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và trên mặt nước trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, biến thể của su-24 cũng đã được sản xuất, được thiết kế cho mục đích trinh sát và đối phó điện tử. trong khi đó tên lửa dẫn đường kh-25ml với trọng lượng đầu đạn là 140 kg có thể xuyên thủng bê tông dài 1m. tên lửa này được thiết kế để tấn công các căn cứ, phương tiện thiết giáp hoặc mục tiêu có giá trị cao. kh-25ml được dẫn đường bằng đầu dẫn đạn laser bán chủ động 24n1 có tầm bắn hiệu quả khoảng 10 km. Tên lửa này có trọng lượng là 299 kg, dài 3,7 m, đường kính là 0,27 m và sải cánh là 0,75 m. KH-25ML có thể mang theo hai loại đầu đạn nổ khác nhau tùy vào nhiệm vụ. Đầu đạn kích nổ ra một lỗ nhỏ trên vật cản để xuyên luồng khí nóng và phá hủy mục tiêu phía sau. Trong khi đó, loại đầu đạn xuyên nổ lại xuyên thùng vật cản, sau đó phát nổ mục tiêu. Tên lửa dẫn đường KH-25ML hiện là một trong những giải pháp hữu hiệu cho quân đội Ukraine trong điều kiện thiếu hụt các loại đạn dược khác. Phát biểu tại một cuộc họp của các quan chức an ninh hàng đầu hôm 4 tháng 10, người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, Alexander Bonikov cho biết cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng 8 nhằm mục đích khiêu khích Nga phản ứng cứng rắn hơn và loại bỏ các điều kiện tiên quyết để giải quyết cuộc xung đột trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông Bonikov cho biết cuộc đột kích vào vùng Kursk đã thất bại trong việc làm giảm áp lực lên lực lượng phòng thủ của Ukraine ở vùng Donbass, nơi lực lượng Nga đã đạt được tiến triển ổn định trong những tháng gần đây. Theo ông Bonikov, các hoạt động của Ukraine dọc theo toàn bộ tiền tuyến đang được các sĩ quan NATO hỗ trợ, những người đang giúp ép lập kế hoạch, từ đó phơi bày ý định mở rộng và gia tăng cường độ gây hấn của phương Tây lãnh đạo fsb tuyên bố trong khi lực lượng ukraine đang vật lộn để đạt được tiến triển các nước nato đang thúc đẩy kiev tiến hành tích cực hơn một cuộc chiến phá hoại và khủng bố ở các khu vực biên giới của nga bao gồm các cuộc đột kích vào các cơ sở năng lượng hạt nhân và dầu mỏ cũng như các cuộc tấn công nhằm đe dọa dân thường sau khi quân đội ukraine tấn công vùng kurs lực lượng kiev đã đạt được tiến triển ban đầu nhưng sau đó đã bị ngăn chặn theo bộ quốc phòng nga quân đội nga đang đẩy lùi lực lượng kiev ra khỏi biên giới. Các quan chức Ukraine đã tuyên bố mục tiêu chính của chiến dịch Kursk là để thay đổi nhận thức của công chúng Nga và giành được vị thế tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng mặc dù Moscow chưa bao giờ loại trừ khả năng đàm phán với Kiev nhưng sẽ chỉ đồng ý đàm phán sau khi tất cả các lực lượng Ukraine rời khỏi lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 4 tháng 10 xác nhận, ở mặt trận Kursk, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine về phía Liubimovka, Olgoka và Plekovo, đồng thời đẩy lùi năm nỗ lực đột phá biên giới của Ukraine về phía Noviput. Quân đội Nga cũng tấn công vào các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương ở Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào Kursk, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 20.200 quân nhân. Thống đốc Alexei Smirnov thông báo lực lượng công binh đã bắt đầu ra phá bom mìn tại các khu vực ở Kursk. Ông lưu ý rằng nỗ lực này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình khôi phục cơ sở hạ tầng và tăng cường bảo vệ người dân. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, tổng cộng trong cuộc giao tranh ở Kursk, đối phương đã mất tới 20.200 quân, 135 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 870 xe chiến đấu bọc thép. Kênh Military Samari đưa tin trong vòng 24 giờ qua, chiến sự dồn dập những diễn biến bất lợi cho quân đội Ukraine, gọi tắt là AFU, như một nồi hầm mới được Nga hình thành ở Kurakove. Selidove bị tấn công dữ dội và trận chiến Sivers diễn ra quá nhanh khiến lực lượng Kiev bên bờ vực sụp đổ. Cụ thể tại Kursk, quân đội Nga RFAF đã chiếm lại một số vị trí xung quanh Vestjole và phía nam Septulovka. Về phía Sivers, hoạt động của lực lượng Moscow đột ngột tăng mạnh với mũi thọc sâu thần tốc. Sau khi chiếm được Venokianske, họ cũng được cho là đã chiếm được núi trắng, điểm cao nhất vùng Sivers. Cú thọc sâu thần tốc này của Nga có thể khiến phòng tuyến Kiev vỡ trận toàn diện tại Sivers. RFAF thực hiện chiến thuật y hệt như Ocheretin hồi tháng 2 sau khi Nga chiếm được Abdipka và tiếp đó hoa chiến thắng nở rộ về mọi hướng xung quanh tại Pokrovsk, tình hình ngày càng trở nên nguy kịch hơn đối với hậu cần và chiến thuật của ukraine edfaf đang tiếp tục gây áp lực lên ngôi làng vishneve có tầm quan trọng chiến lược nơi có nhiều tuyến đường chạy qua tại tờ su kurine cũng vậy bộ binh nga hiện kiểm soát toàn bộ phía đông ngôi làng sau những bước tiến tiềm tàng của nga về phía novoselidivka và otchivsk các thành trì hinnik và kurakove có nguy cơ bị bao vây Kênh Dirobka cũng xác nhận rằng quân đội Nga thừa thắng sông lên đột phá phòng tuyến của lực lượng Kiev ở Kurakove. Theo đó, lực lượng Moscow đã lợi dụng sự suy giảm nguồn lực của đối phương ở Donbass và hậu quả là IFU không có khả năng tổ chức phòng thủ lâu dài. Quân đội Nga đánh thốc từ mỏ mang tên là Visele Đại Đế ở lối vào phía nam Tersukurino lên đường tiến về Novoselidobka. Động thái ngoạn mục này đặt lực lượng Kiev vào tình thế rất khó khăn. Theo kênh T3, giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu vực của vùng Kos. Tại quận Gluskovo, các trận chiến vẫn đang diễn ra ở khu vực định cư Veseloye, nơi RFAF đã mở rộng vùng kiểm soát của họ. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào về việc họ giành lại khu định cư Medveze. Ở quận Kodenevo, không có thay đổi nào, các trận chiến theo vị trí vẫn đang diễn ra và các khu rừng xung quanh khu định cư Kremianoye thường xuyên bị máy bay không kích. Tại Novoi Vanovka, một khẩu pháo M777 của Ukraine đã bị phá hủy bởi một cuộc pháo kích bằng hỏa lực pháo binh. Việc AFU chuyển các khẩu pháo xe kéo đến lãnh thổ Nga có thể không phải là do thiếu hụt pháo tự hành mà là cho thấy họ khá tự tin về việc kiểm soát Novoi Vanovka. Tại quận Sutsa, tình hình cũng không có gì thay đổi. Các trận chiến cục bộ vẫn tiếp diễn, pháo binh và không quân Nga đang tập kích nhiều vị trí của AFU gần các khu định cư Martinivka và Plekovo. Ngoài ra, có tin AFU đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Kurs bằng máy bay không người lái. Bên cạnh đó, việc Nga sử dụng UAV Odeon in để tấn công các mục tiêu của đối phương bằng vũ khí có điều khiển đã được ghi lại. Kênh Tiba Ba cho biết lực lượng Moscow tấn công các mục tiêu của đối phương ở các khu vực Kiev, Sumy, Ripne, Kharkov, Odessa và Kirovohodat ngược lại Kiev cố gắng tấn công các sân bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở Butulinovka và Boris Sokoles thuộc vùng Vodonet. Theo hướng Pokrovs, RFAF đã mở rộng vùng kiểm soát về phía tây Novohodivka và củng cố ở ngoại ô Lysovka. Mykolaivka ở phía bắc cũng nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn. Theo hướng Donetsk, lực lượng Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công dưới sự yểm trợ của xe bọc thép hướng về Ostrovskoye từ Ostrovskoye tiến về phía tây vài km. Về phía nam Donetsk, các đội xung kích RF-AF đã kiểm soát được lãnh thổ của trục thông gió của mỏ Yudno Donbasskaya số 3 phía tây Vodien và cũng đang tham gia vào các trận chiến ở phía nam. Ukraine Skapadabda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 3 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đối phương tiếp tục tập trung lực lượng chính vào hướng Pokrovsk. Tại đây, họ đã tấn công các vị trí của binh sĩ Kiev ở các khu vực là Sukhabanka, Konyak, Lufthansk, Novo và Krutoya 28 lần. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã chặn đứng các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Siversk, Gramatos, Torres, Vremovsky và Odekov. AFU tiếp tục tiến hành chiến dịch theo hướng Kursk, nơi đối phương đã thực hiện 6 cuộc không kích, sử dụng 13 quả bom dẫn đường. RFAF cũng hoạt động khá tích cực theo hướng Kurakove với 23 cuộc tấn công đã được ghi nhận. Trong đó, hai trận đang diễn ra. Giao tranh chủ yếu tiếp tục diễn ra ở các khu vực là Novo Aleksandrovka, Tersukurino, Georgievka, Konstantinivka, Chudovoye, Votvizenka, Antonovka và Katerinovka. Ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương, Ukraine tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS để tấn công một trạm radar của Nga. Mục đích làm giảm khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu khí động học và đạn đạo của Moscow. Tuy nhiên, Ukraine không tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể của vụ tấn công. Việc phá hủy radar Nebom -M sẽ tạo ra hành lang trên không, thuận lợi cho việc sử dụng hiệu quả tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALPEG, trích dẫn tuyên bố của Kiev cho biết. Cũng theo Ukraine, Moscow hiện còn khoảng 10 hệ thống radar Nebom đang hoạt động, mỗi hệ thống ước tính trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ. Mỹ đã chuyển giao tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine vào mùa xuân năm nay. Cùng ngày, trong cuộc trao đổi với tân tổng thư ký NATO Mark Rutte trong khuôn khổ chuyến thăm của ông tới Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi NATO hỗ trợ Kiev bán rơi tên lửa và UAV Nga giống như những gì các thành viên liên minh đã làm khi Iran tấn công Israel. Ông Zelensky nói việc chung tay đánh chặn tên lửa của Iran không khác gì việc chung tay đánh chặn tên lửa của Nga, đặc biệt là UAV Shahid, vốn là thứ kết nối Nga và Iran, đề cập tới cuộc tấn công tên lửa mới của Iran nhằm vào Israel và nhắc tới việc phương Tây cáo buộc Tehran cung cấp UAV cho Nga. Ông Zelensky kêu gọi đồng minh phương Tây khẩn trương thực hiện hoạt động hỗ trợ quân sự tích cực như một số nước đã dành cho Israel trong cuộc chiến với Iran, ám chỉ việc Mỹ và một số nước giúp Tel Aviv bắn rơi tên lửa Tehran. Ông Zelensky đồng thời nhắc lại lời kêu gọi đồng minh phương Tây để cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào bên trong nước Nga bằng vũ khí viện trợ. Ông Zelensky nhấn mạnh, mục tiêu chính của chúng tôi là Ukraine trở thành thành viên NATO đầy đủ. Ukraine có thể trở thành thành viên thứ 33 của NATO. Người dân Ukraine xứng đáng với điều này. Vị tổng thống nói, nếu không có vũ khí tầm xa, chúng tôi không thể ngăn chặn Nga, nước đang sử dụng những vũ khí đó chống lại chúng tôi, phá hủy mọi thứ. Ukraine đang phải đối mặt với những tháng mùa đông quan trọng sắp tới, các lực lượng Nga tiếp tục tiến công ở miền đông Ukraine trong hầu hết năm 2024 và đang nhằm vào trung tâm hậu cần quan trọng ở Pokrovsk. Các cuộc không kích của Nga nhằm vào mạng lưới năng lượng của Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề. Kiev đang đối mặt với nguy cơ mất điện, có thể khiến hàng triệu người không có điện để sưởi ấm trong giá lạnh. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã chặn và phá hủy hơn 100 UAV của Ukraine tại bốn khu vực. Sau Fron đưa tin, đêm ngày 3 tháng 10, lực lượng Nga và Ukraine đã phát động các đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu vực hậu phương của nhau. Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhắm vào các khu vực phía Tây của Nga bằng hơn 100 máy bay không người lái Kamikaze. Trong khi đó, máy bay không người lái của Nga cũng tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine. Theo báo cáo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã chặn và phá hủy 113 UAV của Ukraine tại bốn khu vực của Nga. Cụ thể, 73 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy ở khu vực biên giới Benkodot, 25 máy bay không người lái ở vùng Voronezh, 14 máy bay không người lái ở khu vực Kursk, một máy bay không người lái ở vùng biên giới Bryansk. Không có thiệt hại nào được báo cáo bởi các nguồn tin địa phương. Một cuộc tấn công lớn khác của Kiev đã thất bại nhưng quân đội Ukraine không dừng lại. Sau cuộc tấn công ban đêm, nhiều máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm vào các khu vực biên giới của Nga. Cụ thể, sáng hôm sau, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng ít nhất hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy ở khu vực Kursk và bốn máy bay không người lái khác đã bị phá hủy ở khu vực Bengorod sau những nỗ lực không thành công trong việc tiếp cận các mục tiêu bằng uav lực lượng vũ trang ukraine đã nhắm mục tiêu vào thành phố kuchatov nơi có nhà máy điện hạt nhân kurs song đã bị ngăn chặn kịp thời về phía nga máy bay không người lái của nước này đã nhắm vào các vùng hậu phương chiến lược của đối phương ở miền trung và miền tây ukraine trong khi bom hạng nặng tấn công lực lượng vũ trang ukraine ở các vùng phía đông Ít nhất 3 vụ nổ đã xảy ra ở thủ đô Ukraine và các vùng xung quanh. Các vụ nổ được ghi nhận ở các khu vực là Rybne, Khmelnytsk và Ivano-Frankivsk, phía tây Ukraine, nơi các sân bay quân sự được cho là đã bị Nga tấn công. Các cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine cũng được báo cáo là đã bị tấn công ở các vùng Poltava, Vinnytsia, Dnepropetrovsk, Chekasy. Mọi chi tiết về mục tiêu và thiệt hại vẫn chưa được tiết lộ. Do các cuộc tấn công hàng ngày gần đây, các nút phòng không trung tâm Kiev và phía bắc trên của lực lượng phòng thủ Ukraine đã bị quá tải. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng lực lượng Nga có thể tận dụng hệ thống phòng thủ yếu kém của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa trong những ngày tới. Trong một diễn biến liên quan, các cuộc không kích của Nga đã tấn công vào lực lượng dự trữ của Ukraine tại vùng Sumy, Kharkiv và hậu phương của Ukraine tại DPA. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận kho quân sự của Ukraine tại làng Talib nằm ở phía tây bắc Upleda thuộc DPR đã bị phá hủy. Một cuộc tấn công khác đã phá hủy điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn biệt lập số 106 thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ của lực lượng vũ trang Ukraine tại làng Veliki Bobrik cách thành phố Sumy 19 km về phía đông nam. Hậu quả của cuộc tấn công bằng bom hạng nặng của Nga, các xe quân sự và gần 30 quân nhân Ukraine đã bị tiêu diệt. Không quân Ukraine trên Telegram báo cáo mối đe dọa từ các UAV tấn công ở một số khu vực lực lượng phòng không đang hoạt động ở thủ đô Kiev. Tối ngày 3 tháng 10, cảnh báo không kích được ban bố ở một số khu vực. Vào lúc 23 giờ 29 phút, UAV đã được báo cáo ở khu vực Kiev. Sau đó, từ 23 giờ 32 phút đến 23 giờ 54 phút, báo động không kích được ban bố ở thủ đô và nhiều tỉnh thành khác như là Kirovograd, Kherson, Nikolaev, Dnipropetrovsk và Zhytomyr. Lúc 00 giờ 10 phút vào ngày 4 tháng 10, báo động không kích đã được ban bố ở vùng Odessa. UAV đang tiếp cận từ Biển Đen, phòng không có thể hoạt động. Không quân tiếp tục cập nhật từ 1 giờ 24 phút đến 2 giờ 34 phút ghi nhận UAV Nga ở Odessa, Nikolaev, Chekasy, Kiev, Vinnytsia và Kirovograd. Dạng sáng ngày 4 tháng 10, tại vùng Vodonet, một UAV đã tấn công kho dầu của công ty Anadep Tepoduk LLC tại khu định cư Anna gây cháy lớn. Thống đốc vùng Voronet Alexander Gusev trên kênh Telegram cho biết tại quận Anitsky, tác chiến điện tử đã chấn áp các UAV, một chiếc đã rơi xuống một kho dầu. Ông nói ngọn lửa bùng phát tại một bồn chưa rỗng. Theo thông tin ban đầu, không có thương vong, đội cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tiki trên mạng xã hội đã bác bỏ thông tin do các nhà tuyên truyền Nga lan truyền về một cuộc tấn công của Kiev vào nhà máy điện hạt nhân Kursk ở thành phố Kuchatov thuộc vùng Kursk của Liên bang Nga. Ông nói chúng tôi dứt khoát phủ nhận, khẳng định của truyền thông Nga về các cuộc tấn công của Kiev vào hoặc gần nhà máy điện hạt nhân Kursk. Theo ông Tiki, lực lượng Kiev không giống như là quân đội Nga tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và không tấn công dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. Trước đó vào ngày 28 tháng 8, tại vùng Kursk của Nga, việc ra vào thành phố Kuchatov, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Kursk, đã bị hạn chế. Các trạm kiểm soát đã được thiết lập trên các tuyến đường. Kuchatov nằm gần Kursk, cách lãnh thổ do lực lượng kỹ ép kiểm soát khoảng 40 km. Ukrainska Pravda đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thảo luận với tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte về việc tăng cường phòng không, việc Ukraine trở thành thành viên NATO và kêu gọi bảo vệ chung bầu trời giống như ở Israel ông nói tất cả chúng ta ở châu âu đều cần điều này như nhau ukraine ở trong liên minh sự chắc chắn về địa chính trị đối với ukraine và đối với toàn bộ châu âu là một giá trị hòa bình phi thường tổng thống zelensky cũng lưu ý tầm quan trọng của hệ thống phòng không đối với ukraine trước mùa đông cũng như những tiến bộ trong việc cùng bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của nga Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine nhận định, chúng tôi thấy rằng một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng thiếu an ninh trên bầu trời Ukraine và đặc biệt là gần biên giới NATO, các nước láng giềng của chúng tôi là thiếu các quyết định về công việc chung, mô hình phòng thủ chung ở Trung Đông và giúp bảo vệ Israel cũng có thể hoạt động trên bầu trời khu vực Trung Đông của chúng tôi ở Ukraine, đồng thời giúp cứu sống nhiều người. Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 10 công bố đoạn video cho thấy lực lượng nước này dội bom FAB-3000 xuống một kho đạn của Ukraine ở phía nam Donetsk. Cơ sở này đã bị xóa sổ chỉ trong một đòn tấn công duy nhất. Kho đạn nói trên nằm ở làng Ratnip, cách Kurakhov, một trung tâm hậu cần của Ukraine, khoảng 23 km về phía tây. Ngôi làng này cũng nằm cách Velikaya, Novosenka, một thị trấn ở vùng Donbass đã được quân đội Ukraine biến thành pháo đài, khoảng 20 km về phía đông bắc. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố trên Telegram cho thấy quả bom được thả xuống một cụm tòa nhà ở Ria Ratlip. Một vụ nổ lớn sau đó đã làm rung chuyển khu vực, tạo ra những đám khói xám dày đặc. Dòng bom FAB được thiết kế để phá hủy hệ thống phòng thủ hoặc công sự cũng như các cơ sở công nghiệp quân sự của đối phương. FAB-3000 là một trong những loại bom mạnh nhất trong dòng này. FAB-3000 nặng hơn 3 tấn, với lượng thuốc nổ tương đương gần 1,4 tấn thuốc nổ TNT. Trong năm 2024, Nga bắt đầu trang bị cho những quả bom cỡ lớn mô đun hiệu chỉnh và dẫn đường toàn cầu UMPK, biến những quả bom rơi tự do kiểu cũ thành vũ khí có độ chính xác cao. UMPK ban đầu được sử dụng với các loại bom nhỏ hơn thuộc dòng FAB như FAB 250 hoặc FAB 500. Những quả bom FAB 3000 đầu tiên lắp UMPK được Nga sử dụng vào giữa tháng 6. Đoạn video được công bố vào thời điểm Bộ Quốc phòng xác nhận kiểm soát thị trấn Ukleda một vị trí chiến lược quan trọng ở Donbass. Nằm cách Ratliff khoảng 40 km về phía đông nam, Ukleda đã từng là nơi diễn ra những trận chiến ác liệt nhất trong nhiều tháng qua. Tại cuộc gặp, tân Tổng thư ký NATO, Tổng thống Ukraine tuyên bố nước này đang tập trung vào việc nhận được lời mời gia nhập NATO và muốn được phương Tây đối xử như với Israel. Theo Ukraine Farm, vào ngày 3 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố nước này đang tập trung vào việc nhận được lời mời gia nhập NATO. Ông Zelensky đưa ra phát biểu này trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, người đang thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Kiev. Ông Zelensky nhấn mạnh hiện nay ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là nhận được lời mời gia nhập NATO. Đây là một bước tiến quan trọng dù không dễ dàng đạt được chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu này. Ông cũng cho biết ưu tiên thứ hai trong quan hệ với liên minh quân sự này là vấn đề vũ khí. Về phần mình, ông Dut khẳng định Ukraine đang gần với NATO hơn bao giờ hết. Ông nói Ukraine sẽ tiếp tục con đường này cho đến khi trở thành thành viên của liên minh. Tôi rất mong chờ ngày đó theo ông trut gói hỗ trợ toàn diện của nato việc thiết lập trung tâm chỉ huy đào tạo cam kết tài chính và các thỏa thuận an ninh song phương với các nước thành viên đều là những quyết định giúp ukraine mạnh mẽ hơn từng ngày tương thích hơn với nato và sẵn sàng hơn bao giờ hết để gia nhập liên minh quân sự này ông nêu rõ đây chính là việc xây dựng cầu nối để ukraine gia nhập nato tôi tin rằng sẽ đến ngày ukraine trở thành thành viên đầy đủ của nato và xin nhấn mạnh nếu ai đó nghĩ khác đi ở đây Nga không có quyền bỏ phiếu hay phủ quyết vấn đề này. Theo AFP vào ngày 3 tháng 10, tổng thống Zelensky cũng cáo buộc các nước phương Tây trì hoãn việc cung cấp tên lửa tầm xa, là loại vũ khí mà ông cho là rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Phát biểu với các phóng viên tại Kiev, bên cạnh tân tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Zelensky nhấn mạnh, "Chúng tôi cần đủ số lượng và chất lượng vũ khí, bao gồm cả vũ khí tầm xa mà theo tôi, các đối tác của chúng tôi đang trì hoãn." ông Zelensky đã thảo luận về tình hình chiến trường và kế hoạch chiến thắng của Ukraine với ông Tuch trong chuyến thăm đầu tiên tới Kiev sau khi nhậm chức Tổng thư ký NATO. Ông Zelensky bày tỏ mong muốn thấy các đồng minh bắn hạ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran tấn công vào Ukraine giống như họ đã làm trong các cuộc tấn công nhắm vào Israel. Ông cũng kêu gọi các đồng minh cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết vào ngày 3 tháng 10, các chiến đấu cơ đã tập kích các mục tiêu thuộc trụ sở cơ quan tình báo Hezbollah ở Beirut, gồm thành viên đơn vị tình báo, phương tiện thu thập thông tin, sở chỉ huy và hạ tầng của nhóm. Hezbollah chưa lên tiếng về thông tin. Bộ Y tế Lebanon sáng sớm ngày 4 tháng 10 thông báo 37 người thiệt mạng, 151 người bị thương trong đợt tấn công của Israel 24 giờ qua. Trang Asias dẫn nguồn thạo tin vào ngày 3 tháng 10 nói Israel tập kích nhằm vào hasem Safi Eddine, người kế nhiệm tiềm năng của cố thủ lĩnh Hebola Nasrallah. IDF không bình luận về thông tin này. IDF còn tiến hành cuộc tập kích vào bờ Tây hạ chỉ huy Hamas tại khu vực Zahi Yase ad RaZe Alfi. IDF cho biết họ đã nắm được thông tin xác nhận ba chỉ huy cấp cao của Hamas ở Gaza đã bị hạ trong đợt không kích diễn ra 3 tháng trước. Xung đột giữa Israel với nhóm vũ trang Hezbollah ngày càng tăng nhiệt. Israel cuối tháng 9 tập kích hạ sát Nasrallah cùng hàng loạt thành viên cấp cao của nhóm, sau đó mở chiến dịch trên bộ vào miền nam Lebanon. IDF đặt mục tiêu loại bỏ các cứ điểm của Hezbollah dọc biên giới Israel-Lebanon tạo điều kiện để tiến tới thỏa thuận ngoại giao, trong đó nhóm vũ trang sẽ lùi về bờ bắc sông Litani như quy định trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Quân đội Lebanon vào ngày 3 tháng 10 cho biết một binh sĩ đã thiệt mạng khi Israel tập kích một tiền đồn ở miền nam Lebanon. Các binh sĩ tại đây đã bán trả về phía khai hỏa. Đây là lần đầu tiên quân đội Lebanon nổ súng về phía lực lượng Israel từ khi xung đột bắt đầu leo thang. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã giành quyền kiểm soát Vuleda thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPA các báo cáo không chính thức về việc chuyển giao thành phố dưới sự kiểm soát của Nga xuất hiện vào ngày 1 tháng 10, một ngày sau, vào ngày 2 tháng 10, lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận đã rút quân khỏi Voleda. Chuyên gia quân sự Oleg Glazunov cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tuyến phòng thủ hiệu quả cuối cùng trên đường tiến về Kyiv. Chuyên gia này tin tưởng việc chiếm được Voleda thực chất là một bước ngoặt. Tôi thậm chí còn tự hỏi Ukraine sẽ tiếp tục kìm hãm khả năng phòng thủ của mình như thế nào. Ukraine không có đủ lực lượng dự bị cần thiết để kìm hãm khả năng tấn công. Ukraine cũng mất đi một trung tâm hậu cần quan trọng cung cấp vũ khí, đạn dược, thuốc men và thực phẩm cho quân đội. Khoảng 18 km về phía đông, Voleda có một tuyến đường sắt chính nối Donetsk với Mariupol, Crimea, Zaporizhia và các vùng Kherson. Với việc cắt đứt đoạn Vuleda, quân đội Nga sẽ có thể sử dụng tuyến đường sắt từ Donetsk đến Mariupol. Người ta tin rằng quân đội Ukraine đã rời Vuleda để bảo toàn nhân sự, trang thiết bị quân sự và chiếm giữ các vị trí để hành động tiếp theo. Một người đàn ông chỉ nêu tên là Victor, đại diện của Sở Chỉ huy, một trong những tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 72 cho biết, sau hai năm chiến đấu mà không được luân phiên hay nghỉ ngơi, chúng tôi đã trở thành một đơn vị không chiến đấu, Lữ đoàn đã giảm xuống còn không. Theo ông, cứ mỗi quý lại có một tân binh đến, những người đàn ông trên 50 tuổi được huấn luyện kém. Kết quả là trong số 350 người trong tiểu đoàn của ông có tới 30 chiến binh sống sót. Thị trấn Vuleda ở Donetsk đã được kiểm soát. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 3 tháng 10 nhờ các hoạt động hiệu quả của các đơn vị thuộc lực lượng phía đông. Trước đó, các video và hình ảnh về quân đội Nga kiểm soát Vuleda, Upleda đã xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 10, cho thấy cờ Nga đã xuất hiện trên tòa nhà hành chính của thị trấn. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh cấp cao Ukraine cho biết đã ra lệnh điều động rút quân khỏi thị trấn Vuleda. Tuy nhiên không rõ liệu có bất kỳ đơn vị nào của Ukraine có thể rời khỏi vòng vây tác chiến của Nga hay không. Một nguồn tin an ninh nói về hãng tin TASS của Nga rằng, tính đến chiều ngày 2 tháng 10, lực lượng Nga đã gần như là hoàn thành quét sạch lực lượng phòng vệ của Ukraine ở Vuleida. Nguồn tin cho biết thêm rằng một số đơn vị của Kiev đã phải chịu thiệt hại lớn do không thể rời đi. Lữ đoàn 72 của lực lượng vũ trang Ukraine đồn trú tại Vuleida được cho là đã xin rút quân vào tuần trước vì quân đội Nga đã cắt đứt đường tiếp viện của họ và bao vây thị trấn. Người đứng đầu chính quyền Donetsk Denis Pushilin vào ngày 3 tháng 10 xác nhận lực lượng vũ trang nga đã kiểm soát các công sự ở Volodya, nơi quân đội Ukraine đã chuẩn bị trong gần 10 năm. Ông Pushilin cho biết rất nhiều thứ mà đối phương đã chuẩn bị trong 10 năm qua đã được mở ra, nhiều km hầm trú ẩn ngầm, các lối đi mà họ sử dụng, bây giờ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng vũ trang nga lực lượng Ukraine đã kiểm soát Vuleda từ năm 2014. Đây là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng, nơi có các tòa nhà cao tầng có thể mở tầm nhìn ra khu vực đồng bằng xung quanh, từ đó giúp quan sát hoạt động của đối phương từ xa. Ông Pusilin nói rằng Vuleda đóng vai trò rất quan trọng đối với quân đội Ukraine vì các tòa nhà cao tầng ở đây giúp thiết lập các trạm quan sát và hệ thống máy phát cho phép theo dõi cuộc giao tranh từ khoảng cách hàng chục km. Các lực lượng Nga đã tìm cách kiểm soát Vuleda nhiều lần trước đây. Nga từng kiểm soát một khu nhà nhưng cuối cùng đã thất bại vì sự hỗ trợ của pháo binh Ukraine ở vùng Kudakovo phía Bắc. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, các cuộc tiến công của Nga đã làm sụp đổ mặt trận Ukraine ở phía Bắc Kudakovo và đe dọa cả thị trấn. Một nguồn tin trong các cơ quan thực thi pháp luật Nga nói rằng việc kiểm soát Vuleda có tầm quan trọng rất lớn. Nguồn tin nhận định, Vuleda là một khu vực kiên cố mạnh mẽ, có tầm quan trọng chiến lược đối với đối phương. Việc giành được các khu vực kiên cố sẽ giúp bảo đảm các hướng tiếp cận xa hơn đến Mariupol và các tuyến đường sắt liên lạc ở phía nam Donetsk. Điều này chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho bước tiến xa hơn về phía khu định cư Kudakovo. Vuleda nằm cách thành phố Donetsk khoảng 60-70 km về phía tây nam và là một trung tâm hậu cần quan trọng ở Donetsk thuộc vùng Donbass. Donetsk, Lugansk ở miền đông Ukraine. Với việc kiểm soát Vuleda, lực lượng Nga sẽ đẩy quân đội Ukraine ra xa thủ phủ Donetsk và giảm số lượng các cuộc tấn công của Kiev vào Chelenovka và vùng ngoại ô Volnovakha. Ngoài ra, điều này sẽ làm tăng áp lực lên nhóm tác chiến Kudakovo của Kiev và các điểm hậu cần dẫn đến thành phố Zaporizhia và sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục tấn công theo hướng đó. Nga tuyên bố Donetsk là một trong bốn khu vực ở Ukraine mà Moscow đã sáp nhập kể từ năm 2022. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ điều này. Moscow coi việc kiểm soát Volodya là một bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ khu vực Donetsk vào nga. Theo hãng thông tấn TASS, quân đội nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của lực lượng Ukraine hướng về Perechovol thuộc vùng biên giới Kursk. Ukraine đồng thời đã thực hiện năm nỗ lực xâm nhập khu vực Novopol nhưng không thành công các đơn vị của cụm chiến đấu phía Bắc tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đội hình của Ukraine gần Dardino, Liubimovka, Noviput, Nikolajevo, Dardino và Plekovo. Quân đội Nga tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và vũ khí Ukraine ở vùng Kursk. Máy bay phản lực và tên lửa của Nga tấn công vào các lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy trong ngày Ukraine được cho là đã mất hơn 300 chiến sĩ, 4 xe bọc thép, 6 cầu pháo, trong đó có hai hệ thống pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất, một hệ thống pháo tự hành Archer do Thụy Điển sản xuất và ba xe quân sự. Ngoài ra, phòng không Nga cũng bắn hạ nhiều máy bay không người lái do Ukraine triển khai ở Kursk. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 19.800 người, 135 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 864 xe chiến đấu bọc thép, 577 xe quân sự, 162 khẩu pháo, 33 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 8 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, 9 bệ phóng tên lửa phòng không, 5 xe vận chuyển và nạp đạn, 40 trạm radar, 9 radar chống pháo. 3 đa, đa phòng không, 19 thiết bị kỹ thuật và các thiết bị khác, bao gồm 11 xe phá hủy kỹ thuật, một đơn vị giả phá bom mìn UR-77 và hai xe sửa chữa bọc thép. Trước đó, các nguồn tin quân sự cho hay tình hình đã leo thang ở phía nam quận Sutsansky, nơi quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực. Theo thông tin của nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga, sự chú ý chính tập trung vào khu vực định cư Plekovo kênh Telegram Thomas cho hay, mặc dù thực tế là bản thân khu định cư Belgorov vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine, nhưng các đơn vị Nga đang dần đẩy lùi đối phương ra khỏi các vùng lãnh thổ lân cận. Sự tiến quân của quân đội Nga cũng được ghi nhận ở quận Kodernepsky, nơi các trận chiến diễn ra ở các khu vực rừng rậm. Theo hướng này, quân đội Nga đang tự tin giành quyền kiểm soát với các vị trí mới, phát triển thành công cuộc tấn công hiện tại không có hoạt động quân sự nào diễn ra trên khu vực biên giới ở quận Goloskovsky. ukraine hiện đang tập trung vào việc tập hợp lại các đơn vị và bổ sung tổn thất mà không thực hiện các bước tấn công tích cực dự kiến trong tương lai gần quân đội nga sẽ tiếp tục phát huy thành công ở phía nam quận suzansky và các khu rừng theo hướng korenevsky điều này có thể dẫn đến việc lực lượng vũ trang ukraine phải chấp nhận rút quân theo ABC News, các chuyên gia cho hay đó là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn nhất trong lịch sử nhằm vào một quốc gia. Các thành phố lớn của Israel như là Tel Aviv và Jerusalem đều bị nhắm bắn trong cuộc tấn công tên lửa vào ngày 1 tháng 10 của Iran. Tel Aviv tuyên bố, bất chấp quy mô và sức mạnh của vụ tấn công, hầu hết các tên lửa của Iran đều bị hệ thống phòng không vòng sát tinh vi của Israel chặn lại hệ thống vòng sắt của Israel do công ty công nghệ quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của nước này phát triển và chế tạo với sự trợ giúp của Mỹ, có giá là 121 triệu đô la Mỹ. Nó được cho là một trong những hệ thống phòng không tinh vi nhất trên thế giới. Hệ thống này sử dụng radar để xác định vị trí của các tên lửa, máy bay không người lái, rocket đang lao tới rồi bắn tên lửa đánh chặn để loại bỏ mối đe dọa. Quân đội Israel cho hay, kể từ khi được đưa vào hoạt động năm 2011, hệ thống này đã chặn được hàng nghìn tên lửa tốc kết mà nhóm Hamas và Hezbollah phóng vào lãnh thổ nước này. Israel đang triển khai khoảng 10 hệ thống vòng sắt khắp đất nước. Phiên bản hải quân của hệ thống này được đưa vào sử dụng năm 2017. Trong khi Israel tuyên bố hầu hết các tên lửa lao tới đều bị chặn và không làm ai bị thương thì Iran khẳng định 90% các mục tiêu mà nước này nhắm đến trong cuộc tấn công đã bị bắn trúng. Các lực lượng Iran cho biết lần đầu tiên họ đã sử dụng tên lửa siêu vật âm tầm trung Fatahai trong cuộc tấn công lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Israel. Cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự quan trọng là nơi cất máy bay chiến đấu F-35 của Israel như căn cứ không quân Nevatim gần Biseba và căn cứ Tenov. Ngoài ra, căn cứ không quân Hasserim ở sa mạc Negev và trụ sở của Mossad ở Aviv cũng bị nhắm tới. Theo các quan chức Iran, nước này dùng tên lửa Fata-2 để nhắm vào hệ thống phòng thủ ADO của Israel, loại được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa. Fatahay 2 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong khoảng cách là 1.500 km, nhưng hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm Fatah 1. Tên lửa này có khả năng thay đổi quỹ đạo đáng kể trong khi bay để qua mặt hệ thống phòng thủ. Nó sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hình cầu với vòi phun di động để tăng cường khả năng kiểm soát hướng. Phương tiện tái nhập của Fatah-2 được trang bị nhiên liệu hydrazine để tăng tốc và cơ động trong khí quyển. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, Daniel Hagari xác nhận một số tên lửa của Iran đã vượt qua được hệ thống phòng thủ của nước này, bắn trúng các mục tiêu ở miền Trung và Nam Israel. Chuyên gia quân sự Michael Schoeberis, giám đốc, người sáng lập tổ chức phân tích chiến lược Australia, đã giải thích cách một số tên lửa của Iran có thể xuyên qua hệ thống vòm sắt của Israel. Tên lửa được phóng như một viên đạn từ nòng súng. Khi đạt tốc độ cao nhất, chúng trở thành đạn đạo, bay lên độ cao lớn, rồi lao xuống sâu và nhanh. Tên lửa đi qua một dạng cung parabol. Tên lửa bay lên nhanh và lao xuống cũng nhanh như vậy. Quân đội Israel hôm 3 tháng 10 được cho là đã thực hiện cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào mục tiêu quan trọng của lực lượng Hezbollah ở thủ đô Beirut, Lebanon. Theo tờ Times of Israel, mục tiêu trong cuộc không kích dữ dội ở Beirut được cho là lãnh đạo Hezbollah Hasyem Safi Safieddine, Safi người đứng đầu hội đồng điều hành của Hezbollah, là nhân vật tiềm năng nhất kế nhiệm thủ lĩnh Hassan Nasrallah, người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào hôm ngày 27 tháng 9. Báo Mỹ Asias dẫn nguồn tin quan chức Israel cho biết Safi Eddine là mục tiêu trong cuộc không kích. Quân đội Israel hiện chưa lên tiếng bình luận. Video do tờ Times of Israel đăng tải cho thấy vụ nổ lớn xảy ra ở thủ đô Beirut, Lebanon. Theo một số nguồn tin, Israel đã 11 lần giáng đòn không kích liên tiếp ở phía nam Beirut. Cuộc không kích dữ dội đến mức làm dung chuyển các tòa nhà, kích hoạt coi báo động ô tô vài ngày trước truyền thông nước ngoài đồn đoán hai nhân vật tiềm năng có thể trở thành tân thủ lĩnh Hezbollah là Safi Edine và Na'im Qasem, phó thủ lĩnh tổ chức. trong đó Safi Edine được giới quan sát đánh giá có ảnh hưởng hơn cả. Safi Edine sinh năm 1964 là anh em họ của thủ lĩnh Nasrallah, trưởng thành ở Iraq và Iran, cả hai đều gia nhập Hezbollah vào những ngày đầu thành lập của tổ chức. Safi Eddine xuất thân từ một gia đình Hồi giáo dòng Sia có ảnh hưởng sâu rộng. Anh trai của Safi Eddine, Abdullah, là đại diện của tổ chức Hezbollah ở Iran. Safi Eddine có mối quan hệ rất chặt chẽ với Iran. Con trai Safi Eddine, Reza, kết hôn với con gái của Qasem Soleimani, vị tướng hàng đầu Iran, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ vào năm 2020. Theo các nhà quan sát, một trong những lý do Hebola chưa bổ nhiệm thủ lĩnh mới là vì cần đảm bảo người kế nhiệm có thể sống sót trước nguy cơ Israel tiếp tục hạ sát. Israel được cho là luôn chờ cơ hội sát hại tân thủ lĩnh Hebola nhằm giáng đòn gây rối loạn nội bộ tổ chức. Ngày 2 tháng 10, tờ Business Insider dẫn lời cựu tướng lục quân Mỹ là Gordon Davis những chiếc F16 mà Ukraine nhận từ các đồng minh phương Tây không đủ sức đối đầu với máy bay chiến đấu của Nga. Theo ông Davis, F16 có hạn chế về tầm bay và khả năng phòng thủ, mặc dù được trang bị các hệ thống hiện đại, chúng vẫn gặp khó khăn khi phải đối đầu với các máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga. Ông Davis nhấn mạnh, Nga sở hữu hàng trăm máy bay chiến đấu hiện đại như Su-35S, Su-30SM đa nhiệm và MiG-31 có khả năng siêu thanh. Các máy bay này còn được trang bị tên lửa không đối không R-37M với tầm bắn vượt trội hơn so với tên lửa AIM-120 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Điều này làm cho F-16 của Ukraine dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa từ lực lượng không quân và hệ thống phòng không mạnh mẽ của Nga. Mặc dù F-16 có thể tạo ra một số sự khác biệt trong giai đoạn hiện tại, ông Davis cho rằng số lượng và khả năng của chúng vẫn còn hạn chế. Khoảng 20 chiếc F16 sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm 2024 và ông tin rằng khi số lượng máy bay tăng lên, Ukraine sẽ có cơ hội cải thiện tình hình. Tuy nhiên, những chiếc F16 mà Ukraine nhận được là phiên bản cũ hơn, có hệ thống radar và khả năng chiến đấu hạn chế so với các phiên bản hiện đại hơn trong không quân NATO. Những chiếc F16 của Ukraine có giá từ 20 đến 70 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc, đã trải qua nhiều năm hoạt động và không còn nhiều khả năng chiến đấu. Chuyên gia Michael Bonnet của tập đoàn Ten nhận định, dù F16 vẫn còn có giá trị trong cuộc xung đột hiện tại, sự cũ kỹ của chúng gây ra nhiều khó khăn trong bảo dưỡng và hiệu suất. Dù được trang bị bom lượn có tầm bắn 112 km, F16 vẫn không thể vượt qua thách thức từ hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu của Nga. Cựu tướng Mỹ cho rằng cách duy nhất để cải thiện tình hình là cho phép Ukraine tấn công vào các hệ thống phòng không của Nga nhưng các đồng minh phương Tây, bao gồm Mỹ, đã hạn chế việc sử dụng vũ khí tầm xa cho các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Cả Nga và Ukraine đều đang sử dụng hệ thống phòng không mạnh mẽ, hạn chế khả năng không chiến trực tiếp. Nga thường sử dụng máy bay để phóng tên lửa từ khoảng cách an toàn hoặc ném bom từ ngoài tầm bắn của phòng không Ukraine. Trong khi Ukraine cố gắng giữ F-16, tránh xa các khu vực giao tranh ác liệt để bảo vệ chúng dù Ukraine đã nhận được cam kết hơn 85 chiếc F-16 từ các quốc gia như Đan Mạch, Na Uy, Bỉ và Hà Lan, số lượng ban đầu vẫn chưa đủ để thay đổi cục diện chiến sự. Ukraine ước tính cần khoảng 120 đến 130 máy bay chiến đấu tiên tiến để thách thức ưu thế không quân của Nga. Tuy nhiên, F-16 vẫn giúp Ukraine cải thiện khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lực lượng không quân lâu dài. Safron đưa tin, trong báo cáo chi tiết được công bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tập đoàn quân Siver đã gây thiệt hại cho các lữ đoàn cơ giới số 21, 22 và 115, lữ đoàn xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 129 của Ukraine gần các khu định cư Liubimovka, bimoka Noviput Darino và Plekovo lực lượng này cũng đã đẩy lùi năm cuộc phản công của kiev gần khu định cư pleikovo và ngăn chặn các nỗ lực tấn công gần các khu định cư Olgovka, chekaskoje và podeknoje kết quả hàng chục binh sĩ ukraine thương vong cũng theo báo cáo một số nỗ lực của ukraine nhằm vượt qua biên giới nga gần khu định cư noviput cũng đã bị ngăn chặn Báo cáo cho biết thiệt hại của đối phương là khoảng 50 binh lính tử trận và bị thương, một xe bọc thép chiến đấu và hai xe cơ giới bị phá hủy, bốn quân nhân lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng. Cuộc không kích và pháo binh của Nga đã tấn công vị trí tập kết của các lữ đoàn cơ giới số 22, 41, 61, lữ đoàn xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 95, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 và 17, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112, 116 và 129. Mục tiêu của các cuộc tấn công thuộc khu định cư Gujevo, Zeleny Zelenysliak, Liubimovka, Martinovka, Malaya Loknia, Maknovka Mikhailovka Mini Novoivanovka, Vanovka Noviput Olovka Plekovo Pravda Ruskoje Poreknoje Sverlikovo Tonstiluk và Chekaskoje Poreknoje Ngoài ra, các cuộc không kích khác đã nhắm vào lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới số 21, 41, 47 và 115, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 101, 103 và 107 gần các khu định cư Belovody, Beloko-Pitovo, Bruski, Glukhov, Kucherovka, Katerinovka, Milogi, Obody, Pavlovka, Ropnoye, Sosnovka, Sudenok, Ulan Novo và Zachepchina ở vùng Sumy của Ukraine, Zapfikus, trích dẫn báo cáo của bộ quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, AFO đã mất hơn 300 quân, hai xe bọc thép, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép, cũng như một hệ thống pháo tự hành Bokdana, 5 năm xe cơ giới và hai trạm tác chiến điện tử, bảy quân nhân AFO đã đầu hàng. Theo thống kê, kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch xâm nhập ở Kursk, lực lượng Kiev đã mất 19.550 quân, 135 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 860 xe chiến đấu bọc thép, 574 xe cơ giới, 156 khẩu pháo, 33 bệ phóng, bao gồm 8 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và 6 hệ thống MLRS, 9 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải nạp đạn, 40 trạm tác chiến điện tử. 9 radar chống pháo, 3 radar trên không, 19 xe công binh, bao gồm 11 xe vượt chướng ngại vật, 1 xe đà phá mìn UR-77 và 2 xe cứu hộ bọc thép. Bộ Chỉ huy quân sự tại Kiev cho biết quân đội đã rời đi vào cuối ngày 1 tháng 10. Theo bộ này, các lực lượng của Ukraine rút lui để bảo toàn nhân sự và trang thiết bị chiến đấu giữa lúc các đơn vị của Nga tấn công từ ba hướng và gần như bao vây thành phố. Sự sụp đổ của Ukleda là một cú hích cho Điện Kremlin và diễn ra trong khi quân đội Nga đang tiến công ở vùng Donetsk thuộc phía đông. Vào tháng 2 năm 2024, Moscow đã chiếm được thành phố Avdiivka, bên ngoài thủ phủ của khu vực này. Kể từ đó, cuộc tấn công của Nga đã chiếm được nhiều thị trấn và làng mạc, đồng thời tiến gần Pokrovsk, một trung tâm hậu cần cách tám 80 km. Các chuyên gia quốc phòng cho rằng tiếp theo Ukraine có thể phải rút lui khỏi các khu đô thị đang chịu áp lực, bao gồm Torez và Selydove. Các kênh Telegram của Nga đã công bố video về những binh lính chiến thắng vẫy cờ Nga trên những tòa nhà đổ nát ở Upleda. Trong một đoạn video có cảnh bốn người lính đứng trong một căn hộ cao tầng bị phá hủy và cắm cờ bên ngoài. Sự thất thủ sẽ không làm thay đổi cơ bản các hoạt động tấn công vì đây không phải là nút hậu cần đặc biệt quan trọng. Viện này cho biết các lực lượng của Nga đã kiểm soát các tuyến đường tiếp cận xung quanh. Hiện nay họ sẽ phải điều động binh lính qua địa hình chống chảy để liên kết với đơn vị xa hơn về phía Bắc. Tuy nhiên, bức tranh chung của Ukraine rất ảm đạm. Nga đang tiến vào miền đông Ukraine với tốc độ nhanh nhất trong hai năm qua. Một cuộc đột kích của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga đã được phát động vào tháng 8 để giảm bớt áp lực cho các binh lính trên tiền tuyến đã chiến đấu đến kiệt sức. Điều này khiến Moscow phải điều động một số đơn vị của mình, nhưng những đơn vị này chủ yếu đến từ các khu vực khác trên chiến trường ở phía Nam và phía Đông Bắc. Cuộc xung đột chủ yếu là các cuộc tấn công bằng pháo và UAV dọc theo một mặt trận được củng cố nghiêm ngặt, trải dài gần 1.000 km và có sự tham gia của hàng trăm nghìn binh lính. Nga tăng cường sử dụng chiến thuật cộng kìm để bẫy và sau đó siết chặt các thành trì của Ukraine. Phát biểu hồi tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở phía đông cực kỳ khó khăn. Ông cho biết Nga đã sử dụng bom dẫn đường thả từ trên không để phá hủy mọi thứ. Nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần lập luận rằng Kiev cần vũ khí tầm xa để đối phó với sức mạnh không quân vượt trội của Điện Kremlin. Tuy nhiên cho đến nay, ông vẫn chưa thể thuyết phục tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép sử dụng các loại vũ khí do Washington cung cấp như ATACMS để phá hủy các sân bay và mục tiêu quân sự khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trong chuyến thăm Washington và New York tuần trước, bao gồm cuộc gặp với ông Biden, Phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hạn chế, nhưng cho đến nay, nhà trắng vẫn chưa thể vượt qua mối lo ngại về khả năng leo thang hạt nhân với Nga. Kênh Military Samarit đưa tin quân đội Nga RFAF bất ngờ có bước đột phá quan trọng ở Sivers. Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngôi làng Verno đã được kiểm soát hoàn toàn. Các mũi xung kích tiên phong của họ hiện chỉ còn cách Sivers chưa đầy 4 km. Hai cộng kim của Nga đang siết chặt vòng vây với đối phương trong một khu vực rộng lớn, một khi vạc dầu đóng nắp, một binh sĩ ép đứng trước nguy cơ bị mắc kẹt. Lực lượng Moscow đang cố gắng cắt đứt các đường tiếp tế cho Pokrovsk bằng các cuộc tấn công về phía Tây. Điểm quan trọng nhất vẫn là phía Nam, nơi RF-AF đang ngày càng tiến xa hơn về phía Kurakove. Theo hướng Ukraine, tình hình ở Tersukurino còn hơn cả nguy kịch. Các bờ cơ quân sự thân Nga cho biết lực lượng Moscow đang chuẩn bị các cuộc tấn công tiếp theo mở rộng hiệu quả Upleda-Vuleda. Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksiy Honcharenko thừa nhận lực lượng Kiev đã mất Ukleda, gọi đó là một sự hổ thẹn, đồng thời thúc giục Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostem Umerov từ chức. Trong khi đó, sau khi Ukleda sụp đổ, lực lượng Moscow, theo đánh giá của Kiev, đang chuẩn bị tấn công về phía Novokranka và Bogoyablenka. Ngoài ra, RFAF đã tiếp cận Katerinovka từ phía Nam. Một số chuyên gia nhận định họ sẽ thành công lớn như đã từng làm ở Abdipka. Theo kênh T3, lực lượng Moscow tiếp tục phản công dữ dội ở một số khu vực thuộc vùng Kursk. Tại quận Kolutkovo, RFAF đã giành lại một số vị trí mà họ đã mất trước đó trong khu vực khu định cư Vesele. Các cuộc đụng độ hiện đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận ngôi làng. Ở quận Kodenevo, các đơn vị Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Ukraine về phía Olhovka. Máy bay Nga ném bom các vị trí của AFU ở tây nam Kremianoye. Tại quận Sút lực lượng Moscow đã chiếm lại các vị trí dọc theo tuyến cao trúc Kromsiebiki do không có cuộc tấn công hoặc cuộc không kích nào vào các vị trí của Ukraine trong khu vực này được ghi nhận trong vài tuần qua, nên tuyến đường này gần đây đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Hiện tại, các trận chiến đang diễn ra ở khu vực Novoselovka, cách Malaya Loknia vài km về phía bắc. Tại Chekaskoye Poreknoye, máy bay Nga đã tấn công bằng một quả bom lượn FAB-3000 đánh trúng các hầm trú ẩn của đối phương gần một con nitrat, gây ra một vụ nổ mạnh kèm theo các vụ nổ thứ cấp với sóng xung kích khủng khiếp, khói lửa bốc cao hàng trăm mét trông như nấm. Kênh Tiba cho biết lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu của đối phương ở Odessa, Sumy bằng UAV, đồng thời phá hủy các hệ thống phòng không Ukraine bằng tên lửa ở Slovyansk và Kramatorsk. Tại Sivers, các đơn vị Nga đang tiến về phía Spony, từ phía Vene Kamenske, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn tại các tuyến đường tiếp cận. Trên trục Oleksandro Kalinove, lực lượng Moscow đang tiến vào trung tâm Torres de Zizins, dần dần phá vỡ tuyến phòng thủ AFU trong thành phố. Ở Donetsk, RFAF đã chiếm được một khu mỏ cũng như là một đống xỉ ở phía nam tờ Sukurino, gần như bao vây khu định cư từ hai bên sườn. Về hướng Nam Donetsk, Nga tiếp tục truy quét tàn binh Ukraine ở Úc Lê Kênh Ridovka đưa tin, giữa lúc Bộ Chỉ huy lực lượng Kiev công nhận sự thất thủ của Ukleda, thì các sự kiện quan trọng đang diễn ra ngay tại trung tâm Torres, đúng như dự đoán sau khi đánh bật đối phương ra khỏi khu nhà cao tầng ở khu vực đường Mayakovsky và Derutba, RFAF triển khai lực lượng để chiếm khu phức hợp mỏ Novaya và các điểm cao của nó nhằm mở toang cánh cửa thép xông vào tiểu khu Zabanka, đồng thời khống chế toàn bộ không gian xung quanh thành phố Torres. Kênh Marat Khairulin công bố báo cáo cho biết, theo hướng Sivers, lực lượng Moscow đã kiểm soát khu định cư Venekamenskoye, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Tại Torres, các binh sĩ RFAF tiến vào khu vực phố Mayakovsky, nơi họ nắm quyền kiểm soát các tòa nhà cao tầng giữa nó và phố Togovaya. Ở Selidove, lực lượng Moscow tiến về phía nam ngôi làng Tersukurino. Ở phía nam, AFU đã bị đánh bật ra khỏi lãnh thổ của mỏ, mang tên Thánh Basin Đại Đế. Cả bãi thải của mỏ và thanh chi của AFU nằm phía sau đường dây đều đã bị Nga kiểm soát. Theo hướng Yudnodonetsk, lực lượng Moscow tiến sâu hơn về phía bắc rãnh Solen Nekaya và đến gần khu định cư Katerinivka. Quân xung kích thăm dò hệ thống phòng thủ của một khu vực đông dân cư thực hiện trinh sát lực lượng. RFAF tiến về phía khu định cư Bogoyablenka, nắm quyền kiểm soát lãnh thổ trục thông gió của mỏ Yudno-Donbasskaya số 3. Theo một số báo cáo, các đơn vị Nga đã cách khu định cư khoảng 1 km Ukraine đã hoàn toàn bị Nga kiểm soát. Giờ đây, tuyến Novo Krenka, Boko là mục tiêu tiếp theo. Bước đột phá của tuyến này sẽ mang lại khả năng tiếp cận Velika Novotjonka, Kurakovo và trục Konstantinov Onskoye, Katerinivka. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo vào tối ngày 2 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong 24 giờ qua đã diễn ra 118 cuộc giao tranh Báo cáo có đoạn, tổng cộng đã xảy ra 118 cuộc giao tranh. Nga đã thực hiện 51 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 92 bom KAB. Ngoài ra, họ đã sử dụng 508 UAV và đã thực hiện hơn 3.355 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng Ukraine đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Kramatorsk, tores, Vremovsky, Odekov, tại Sivers và Dnieper, EDFAF không thực hiện bất kỳ hành động tấn công nào. Kể từ đầu ngày hôm nay, theo hướng Pogrovs, lực lượng Moscow đã cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của chúng tôi 29 lần. Bên cạnh đó, họ cũng đang hoạt động theo hướng Kurakove với 17 lần xung phong, báo cáo viết.